đã bảo là không được bán ở đây, tại sao vẫn đang đây bán? Con cho thì béo không có tiền đâu, con đừng có lấy cháu nữa. Cô không lấy mà cô thu giữ, về phường xử lý. Ơi, không. Về phường xử lý. Cô không có lấy cháu ơi, không được nữa không ơi, đừng có lấy cháu nữa. Mày có bị điên không? Về lên tí đừng có lấy cháu nữa. Con lỡ lấy thu của cháu không? Lên 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 lên. Giáp ở trên đấy giữ nó. Đưa lên. Con nạp con à. Chống đối người thì anh cũng vụ. Không phải đâu. 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 Lấy từng quả luôn. Đã bảo là không được bán ở đây, tại sao vẫn đang đây bán? Con cho thì béo không có tiền đâu, con đừng có lấy cháu nữa. Cô không lấy mà cô thu giữ, về phường xử lý. Ơi, không. Về phường xử lý. Cô không có lấy cháu ơi, không được nữa không ơi, đừng có lấy cháu nữa. Mày có bị điên không? Về lên tí đừng có lấy cháu nữa. Thu giữ về phòng, tạm giữ về phòng, về xử lý. Ôi, cho cháu xin đi. Đừng có lấy với cháu nữa. Con này không thiếu tiền đâu, đừng có lấy với cháu, của cho cháu lặng ra. Vừa mới lấy xong. Đừng có lấy với cháu. Đưa hết vào phòng, không nói nhiều lắm. Càng gạo một bên bén này. Bên này. Cho em xin đi, anh ơi, đừng có lấy với chị đã mua chưa? Trả tiền chưa? Chị trả tiền rồi gì? Trả rồi, chị về đi. Ốm ngoàng lên. Dẫn cái anh thôi. Xe lên nào. Rồi, bút này ra. Này đi chờ tăng nhá. Ờ nó không ai lấy của em. Ờ ờ ờ. Đừng nói của em. Không ai, em không ăn nên tao đi ra rồi. Nó kéo cô là không ăn nên tao đi về. Chị đi về đi, chị đi về đi. Các chị về đi. Không ai lấy của em nữa. Chị về đi, chị về đi. Cố tình cầm dao để chém lại lực lượng. Hay lắm. Không cầm dao không bỏ ra. Chị về đi, chị về đi. Cầm dao chém lại lực lượng. Hỏi cô. Cầm dao chém lại lực lượng. Chém vào đây mà. Chém vào đây. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Không phải chứ mà em bỏ ra đừng qua lấy. Cố tình cầm dao chém ra. Chị nhá. Lại. Không bỏ ra. Anh bỏ ra không? Xong rồi chị này là. Giữ mồm nó lại, giữ mồm nó. Chị bỏ dao ra. Bỏ tay ra. Chặn đứt tay. Là sao? Em khóa tay lại. Công an khóa tay lại, chống đối là thi hành công vụ. Công an xử lý, khóa tay vào. Khóa tay vào. Đưa về xử lý. Cho lên xem. Đưa về xử lý. Cố tình bỏ con dao ra. Cất con dao ra. Không mà. Tính anh lái xe đi. Chị lên đây. Giữ nó, phải giờ đấy giữ nó không là nó nhảy xuống. Cố tình chống người thi hành công vụ, mang cả dao ra để chém. Con kia, bỏ tay ra đi. Ngồi thẳng lên đi. Vào thì người ta xả lo gì. Bỏ tay nó ra thì nó ngồi im đấy gì đâu. Nó không, nhưng bỏ ra nó nhảy xuống thì ai chịu. Điên. Xong rồi. Cháu ơi, con dao là tang chứng nhá. Con dao tang chứng cháu cầm ấy. Dắt về cũng được, không cần phải đi. Dắt ngược lại đường này, không dắt đường đấy nữa. Dắt đường này. Ngược lại đường này. Nó cũng bảo nó không